Rồi, Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị ha. Và bây giờ Sài Gòn đang là 20 giờ anh chị ơi. Trước mặt chúng ta chính là ga quốc nội của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất anh chị. Và nhiều anh chị kiều bào nước ngoài thì thường hay gọi là phi trường Tân Sơn Nhất. Bây giờ mình nói sân bay quốc tế thì anh chị Việt kiều mà đời đầu anh chị không có chịu. Anh chị phải nói là phi trường Tân Sơn Nhất thì mới đúng. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi qua ga đến trong nước anh chị. Và giờ này bà con miền Bắc, miền Trung đang đổ về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang rất là đông anh chị. Ok, em cùng đứng đây để ngắm tổng quan ga đến trong nước của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nha anh chị. Đó là bà con mình đang di chuyển từ miền Trung, miền Bắc vào Sài Gòn tiếp tục công việc cho năm 2024 rất là đông, nhộn nhịp anh chị. Và có vẻ như bây giờ thì không bao nhiêu. Bây giờ thì có vẻ ngày hôm qua hôm kia thì đông hơn thì phải. Hôm qua hôm kia thì như trong video em đã đăng lên đó thì rất là đông. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì gửi xe máy anh chị. Gửi xe máy lại một ngày Tết thì 28.000. Nhìn chung là rẻ thôi anh chị, như vậy thì an toàn. Bởi vì mình gửi qua các bãi xe ở bến xe miền Đông đồ thì rất là chật chội và dễ bị chạy xước xe. Còn mình gửi ở đây rất là an toàn. Gửi vị trí nào thì vị trí nó còn giữ nguyên luôn. Người ta không di chuyển xe nha, không di chuyển xe của anh chị mà để nguyên vị trí đó. Cho nên anh chị đi thì sao, về thì vẫn còn nguyên si vị trí đó ha. Và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hiện nay họ đã có một cái quy hoạch rõ ràng. Ví dụ như cái làn xe trước mặt chúng ta đây chính là làn xe chỉ được bỏ khách thôi, không được đón khách nha. Cái làn xe trước mặt chúng ta đây chính là làn xe chỉ được bỏ khách, không được đón khách. Đây anh chị, làn xe này chỉ được bỏ khách, không được đón khách. Và làn xe trước mặt chúng ta đây là làn xe là làn xe gia đình anh chị. Làn xe này chính là làn xe của gia đình. Gia đình xe này là tới đón các thành viên trong gia đình của mình. Đây xe này ha. Và cái làn bên kia đường kế tiếp chính là làn xe của, ủa có gì lộn vậy ta, chính là làn xe của taxi. Đó cái làn trước mặt chúng ta, làn thứ hai chính là làn xe của taxi. Và cái làn thứ ba, cái làn thứ ba là trong cái khu trong kia luôn, là làn xe của Grab, như là Grab nè, Bi nè, đó nói chung là SM xanh của bác Vườn. Đó là đây họ đã quy hoạch ba cái làn xe rõ ràng rồi, không có làn xe nào được đi lộn vào rành, đi lộn vào làn xe khác. Dạ không không. Ok, bây giờ mời anh chị cùng đi qua bên bên kia. Và chúng ta cùng qua bên đây ha, để xem bên anh như thế nào. Rồi chúng ta ghé qua khu Vietjet xíu chị nha, chứ mình không có thời gian ghé vào khu Vietnam Airlines. Vietnam Airlines, Bombo, Pacific Airlines thì mình không có thời gian để ghé vào anh chị. Em ghé vào khu này chút xíu xong rồi em sẽ qua bên khu Vietjet đi ha. Đây anh chị, đây là ga đến trong nước nha.
ra đến trong nước. Đây, ga đến trong nước. Ga đến này là ga đến chung cho tất cả các hãng luôn. Chỉ có ra hai cửa A1 và A2 mà thôi. Ok, chúng ta cùng qua bên khu Vietjet xem ha. Vietjet hiện nay khách đi có đông hay không nha. Hồi sáng đi ngang qua thì Vietjet đi khách cũng khá là đông. Phần lớn khách đi các đợt này là họ đi du lịch anh chị. À, khách nước ngoài họ qua Việt Nam họ đi du lịch nè, và bà con Việt Kiều á, họ về họ đi du lịch cũng có luôn. Chứ còn mà người dân Sài Gòn họ đi du lịch thì không có nhiều, bởi vì người ta thường đi vào mùng 3, mùng 4, bởi vì ngày họ thứ nhất là còn kỳ nghỉ Tết, thứ hai là họ nghỉ phép thêm vài ngày nữa họ đi luôn. Còn bây giờ họ có đi nữa cũng không kịp rồi anh chị, họ đi nữa thì cũng không có thoải mái, bởi vì hôm nay đã đến ngày đi làm rồi ha. Ok, chúng ta cùng đi vào bên trong khu Vietjet để xem hôm nay thì khách đi có đông hay không nhé. Đây anh chị, hôm nay Vietjet khá là vắng anh chị. Vietjet khá là vắng luôn nha. Nói chung là đông hơn ngày thường thôi, nhưng mà vắng hơn so với ngày mùng 6, mùng 5, mùng 4, mùng 3 anh chị. Mùng 2, mùng 1. Đó những ngày khá đông. Rồi. Ok. Đây là cái khu kiểm tra vé, giấy tờ và căn hành lý anh chị. Căn hành lý ha. Ok, thì vừa rồi em đã cho anh chị xem sơ qua ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày mùng 7 Tết anh chị. Rồi, em xin được kết thúc video tại đây. Có gì mời anh chị quan tâm, anh chị sẽ xem thêm những video về ga quốc tế anh chị nha. Và bây giờ em sẽ đi qua ga quốc tế để thực hiện video tiếp theo. Rồi, xin cảm ơn và tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị ở video kế tiếp nha. Không.